Một con Mi 11 Ultra hình vừa mới cứu nó về từ cõi tử anh em, gọi là cái bệnh đột tử ha. Rồi anh em xem. Máy này nhìn ngoại quan thì thấy là máy mua lại rồi anh em, máy cũ mua lại ha, không phải là máy mới từ đầu. Rồi những cái dòng Xiaomi Mi 11 series bao gồm 11, 11 Pro và 11 Ultra là những dòng máy mình làm rất nhiều và chủ lực từ trước đến giờ luôn. Thì anh em rất là thích xài dòng máy này bởi vì cũng dễ hiểu, anh em nó đẹp mà, nó đẹp và nó mượt mà, rồi nói chung hiệu năng đồi đỉnh nữa. Bây giờ máy thì giá nó cũng hợp lý, dễ tiếp cận ha. Tuy nhiên chúng ta xài dòng máy này thì lưu ý với anh em một số vấn đề như sau. Đó là thứ nhất là nếu mà anh em mua chúng những con máy dựng á, máy dựng, máy sửa rồi ở lại bên trong á, thì cái việc mà anh em gặp lỗi là khả năng rất là cao đó. Nhưng mà không có nghĩa một cái máy zin chưa sửa chữa gì thì nó không lỗi, không có nghĩa vậy đó. Nhưng mà một cái máy zin chưa sửa chữa thì nếu mà nó gặp lỗi và chúng ta sửa đúng thì nó sẽ phục hồi lại và chúng ta sử dụng nó ổn định, nó lâu dài đó. Điện thoại bây giờ là anh em phải xem nó như chiếc xe vậy đó, bởi vì nó cường độ sử dụng nó nhiều rồi đó, nó sẽ hao mòn linh kiện qua thời gian. Quan trọng là khi nó hư thì chúng ta sửa thế nào cho đúng, tại vì nó sửa nó khó khăn hơn chúng ta đi sửa xe nhiều. Không phải sửa xe chúng ta định kỳ chúng ta thay nhớt hay này kia đó, còn cái điện thoại thì khi mà nó hư chúng ta tùy cái cấp độ lỗi, tùy cái bản bệnh chúng ta phải xử lý cho nó đúng, chứ nếu không là nó nát luôn hoặc là nó mất khả năng sửa chữa luôn đó. Rồi thì cái máy này hình mở ra là một cái máy nguyên zin, chưa qua sửa chữa, rất là đáng mừng cho bạn trai này ha. Và mình là người đầu tiên cầm cái máy này, sửa cái máy này. Thì máy này là nó mất nguồn hoàn toàn. Trên cái dòng Mi 11 Ultra anh em xài có thể gặp những cái vấn đề như là lỗi wifi một thời gian để 4G xài đó, xài ráng một thời gian rồi 100% nó chuyển qua mất nguồn luôn, chứ không phải là chúng ta cứ để y như vậy chúng ta xài hoài được. Đại đa số những lỗi trên series Mi 11 đều xuất phát từ con chip tổng CPU hết đó, từ con chip tổng CPU hết. Và nó sẽ biểu hiện ra dưới một số trạng thái như lỗi wifi, treo logo, mất nguồn, hoặc đôi khi là nó mất hiển thị. Mất hiển thị có nghĩa là máy vẫn hoạt động, nguồn vẫn còn, chuông vẫn báo nhưng mà màn hình không lên đó, và chúng ta thấy màn hình không bể vỡ, không có gì hết, rồi tự nhiên nó bị như vậy. Đó là cái dấu hiệu gọi là mất hiển thị, và cũng từ con CPU nó đi ra luôn à. Nhưng mà câu chuyện ở đây là chúng ta xử lý nó như thế nào. Thì thịnh thường nói với anh em là khi mà làm tới cái ban này rồi thì nó thuộc dạng là rất là khó và nó yêu cầu cái sự chính xác tuyệt đối. Bởi vì nếu mà chúng ta làm sai, nếu chúng ta làm sai thì cái máy nó sẽ mất cái khả năng sửa chữa hoàn toàn. Làm sai ở đây là gì? Làm sai ở đây có nghĩa là anh em không chuyên, anh em không biết về cái cách xử lý con chip này, anh em không có biết về nhiệt, về gió, về cách bố trí như thế nào để xử lý cái ban này cho nó bền, cho nó chuẩn xác, cho nó dứt điểm đó. Anh em làm thử chúng ta nhận vô cái máy mất nguồn mà chúng ta làm được thì chúng ta tính tiền, lấy tiền, còn không được thôi chúng ta trả cho khách đó. Nhưng mà cũng tội nghiệp những cái người khách là nhiều khi chúng ta làm chúng ta không biết gì, nó chúng ta làm sai, chúng ta làm bừa vô một cái thành ra máy người ta chết hẳn luôn. Lúc đó người ta có đưa qua bên mình cũng không cứu lại được nữa. Đó là cái tâm huyết mình hay chia sẻ với những anh em ở vị trí người dùng và cả anh em thợ là vậy. Ngày nay chúng ta làm cái gì chúng ta phải biết nhìn trước ngó sau, có nghĩa là chúng ta biết về cái bệnh đó nhưng mà chúng ta có làm được nó hay không. Nếu mà chúng ta làm không làm được thì thôi, ở chúng ta đừng can thiệp vào để ráng mà giờ cho cái máy đó nó còn cơ hội để cứu sống ở một cái nơi chuyên về bệnh này. Đó, cái nào chúng ta biết thì chúng ta làm đó, mấu chốt nó là như vậy ha. Rồi những cái máy Mi 11 trước giờ mình làm, đối với những cái máy zin mình làm từ đầu như thế này thì mình ghi nhận thực tiễn hàng trăm máy mình làm thì mình thấy độ bền nó cao, bởi vì mình làm rất là kỹ và giống như mình thường hay nói là mình hiểu về nó rồi đó. Mình thấy độ bền nó cao, anh em xài thấy không có lỗi lại đó. Thì làm sao để cho cái độ bền nó sẽ càng tốt nữa thì hình nói với anh em chỉ có một vấn đề, đó là anh em có cày game hay là anh em xài những cái tác vụ nặng, treo tool gì đó thì phải cho nó có khoảng nghỉ, sử dụng như một cái máy phổ thông nhẹ nhàng, giữ gìn của bền tại người. Thì kết hợp với cái việc mà mình làm chuẩn nữa thì cái độ bền máy nó sẽ cao. Nhiều anh em nói thôi sửa chi đi mua cái máy khác, mà anh em trải nghiệm rồi thì anh em thấy mua cái máy khác xong xài thời gian nó cũng lỗi luôn. Điện thoại bây giờ nó phải lỗi, nó không phải là nó như ngày xưa mà anh em xài hoài được, nó phải hao mòn, nó phải lỗi đó. Nên là chúng ta tiết kiệm nhất
vẫn là sửa chữa đúng cách và chất lượng. Đó vẫn là cái tối ưu nhất nếu mà chúng ta nói về cái phương diện tiết kiệm. Rồi ok, anh em nào cần sửa chữa series Mi 11 Ultra, 11 Pro, 11 ha, tất cả những lỗi anh em cứ liên hệ trực tiếp, từ ép kính hay màn hay pin hay nắp lưng vân vân, cho đến những lỗi phức tạp như thế này. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em video clip kế tiếp.